Hello, welcome back to my channel. Start the game đã không? Và các bạn cùng mình khám phá tới kênh đầu tiên nha. Need for Speed Most Wanted. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo ở Fresh Edge. Wow, được bên này chứ. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 3. Let's go. Rồi let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 4. Ở Fresh Edge. Rồi tiếp tục nào. Bài tiếp theo Racing Fever. Let's go. Wow, vừa hết xăng. Ok, nếu mà còn xăng thì mình sẽ có thể vượt qua được cái đèo này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, Need for Speed No Limits. Let's go. Event 5 Rush House. Ok, tiếp tục là CR Racing 2. Đây các bạn phải nâng cấp. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Racing Fever Moto. Okay. You win. Let's go. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Rush Rally 3. Okay, let's go. Five right, 100. Gravel, 40. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo, Racing 3. Let's go. Sàn này có vẻ tốc độ hơi cao, mình không thể đuổi kịp được. Ở đây thì mình có thể sẽ phải nâng cấp chiếc xe này ngón lên, sau đó thì sẽ lùi lại, thì chắc chắn sẽ thắng luôn. Rồi mình sẽ vào nâng cấp chiếc xe. Wow, mình đã vào trong rồi. Ở đây các bạn có thể thoát ra. Và nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Và ở đây thì có rất nhiều đường đua để các bạn có thể đua chiếc xe của mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, River Rushing. Nâng cấp xe là mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Vào tới game này thì đỗ xe, đi đến điểm cuối cùng, đến đích nào. Tiếng kêu của tựa game này khá là bé. Ok. Cái này các bạn phải lái cẩn thận, không là sẽ rơi ra ngoài ngay. Càng về sau thì càng khó hơn. Rồi, let's go. Oh my god, bị đâm rồi. Nhưng mà không sao. Giật lùi lại nào. Wow. Richie. Mình phải lái cao tay lên một chút. Cái này thì đơn giản quá. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.